Chào các em, hôm nay anh sẽ mở hộp một cái bộ con quay mới của hãng Idol. Thì đồ hãng của hãng Idol anh đã mở ở một số sản phẩm rồi. Về cá nhân anh thì anh rất là thích những cái ý tưởng của hãng Idol này. Idol này thì chuyên về làm về các dạng con quay các em ha. Con quay dạng mini là sản phẩm chính của hãng. Những cái ý tưởng để con quay thì là sản phẩm không phải là mới, nhưng mà những cái ý tưởng của hãng Idun anh thấy khá là độc đáo. Hôm nay thì anh sẽ mở hộp một cái dòng con quay mới của hãng. Nó sẽ ăn theo cái bộ phim, những cái bộ phim siêu anh hùng của hãng Marvel. Thì đây là một cái bộ đôi giữa Spider-Man, người nhện và Venom. Cái hộp nó như thế này đây, những con quay nó có hình dáng những siêu anh hùng này, và nó có hình tròn ha, hình tròn giống như quả bóng và có những cái tay phía bên. Đây là logo của hãng ha, Idun ha. Sản phẩm này là 8 cộng, nghĩa là 8 tuổi trở lên, thì mã của nó là 95112. Đây là bộ đôi. Anh lần này anh nhập về một số con dạng đơn, nhưng mà chỉ nhập cái bộ đôi này về để mở hộp cho các em thôi. Đằng sau này chúng ta sẽ có một cái tem của hãng Mevo, Mevo của Mỹ ha. Mevo, cái tem này em không biết là cái sản phẩm này có bản quyền thực sự hay không, nhưng mà họ có dán một cái tem Mevo ở đây. Rồi thì anh sẽ mở hộp luôn. Thì theo anh nghĩ chắc chắc cũng không không phải có bản quyền đâu các em ạ. Tại vì giá nó cũng khá là mềm. Nếu đồ mà chính có bản quyền của Marvel thì nó hoàn toàn không có rẻ các em ạ. Đây, chúng ta sẽ có hai cái dây kéo ha. Dây kéo này anh thấy là giống, rất là giống với con quay Tam Quốc. Lát nữa anh sẽ thử xem là có sử dụng chung được hay không. Đây là hai cái con quay của chúng ta. Đây là con quay Venom. Đây là con quay, đây là Spider-Man, hình tròn như quả bóng, có hai cái tay ha, nó rất là ngộ nghĩnh ha. Đây là Venom, Venom ta có hai cái tay, cái con quay hình tròn như quả bóng. Chúng ta có một cái giấy giống như một đấu trường thi đấu vậy ha, anh không hiểu là tác dụng như thế nào. Thôi chúng ta sẽ mở ra rồi chúng ta sẽ tìm hiểu cách chơi nó như thế nào các em ha. Rồi, đây là tất cả các bộ của nó sau khi chúng ta mở hộp ha. Sau khi mở hộp thì chúng ta sẽ có hai con quay. Đây là con quay Spider-Man, người nhện, là con quay Venom. Cái này chắc là ăn theo cái bộ phim Venom mới hình chiếu. Có một cái như một cái bên đà bàn, một cái đế đấy, trên đây nó cũng có chữ Marvel ha. Ở dưới đây thì nó có in chữ Idol này của hãng Idol. Biểu tượng đây là chữ Avenger, là cái đội siêu anh hùng á. Thì cái con quay chúng ta sẽ có thế nào, có hai cái tay. Ở dưới đây có một cái đế, có thể là để quay, nhưng mà lát nữa anh sẽ cho các em thấy là cái này không cần thiết lắm. Hai cái tay ha, cái tay này thì có thể rút ra được ha, giống như là cái con quay Tam Quốc mà anh đã mở hộp mà khá lâu lúc trước, sau có chữ Marvel. Đây là em sẽ thấy hình người nhện ha, người nhện. Bây giờ chúng ta có thể gắn cái tay vào. Rồi, đây con quay Venom thì có hình Venom như những nhân vật phản diện của nổi tiếng của người nhện, cũng có một cái đế quay dưới. Chúng ta có hai cái sợi dây kéo, dây kéo này thì giống hệt con của con quay Tam Quốc ha, chúng ta có thể sử dụng chung được. Chúng ta cũng hai cái này chúng ta thấy cũng ấy được rồi. Cách vận hành con quay này như thế nào thì trên đây chúng ta sẽ có một cái lỗ các em ha, em lỗ xuyên ngang này, xuyên này ha. Lỗ trong nó sẽ có bốn cái lỗ, nhưng mà hai cái lỗ này là hai cái lỗ bắt ốc ha các em, hai cái lỗ bắt ốc. Em sẽ thấy đằng sau sau lưng và hai cái lỗ xuyên ở đây, chúng ta có thể bỏ cái dây kéo vào và chúng ta kéo. Chúng ta để xuống ha.
xoay. Tương tự với con quay người nhện này ha. Con nhện thì chúng ta cũng sẽ nhéo vào. Chúng ta xoay. Nó cũng gần gần giống như con quay tam quốc ạ. Chơi thì nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà lát nữa anh sẽ giới thiệu cho em một cái điều đặc biệt của con quay này như thế nào. Đó là đây, chúng ta có cái này gọi như là một cái đế, nhưng mà thực tế chúng ta cũng không cần sử dụng cái đế đó đâu. Cái con quay này chúng ta có thể xoay bằng cái đầu này ha, cái đầu tròn này ha, ta kéo và chúng ta để đây nó cũng quay được. Đây là các em sẽ thấy cái đế nó trọng lên ha, như là nó quay hoàn toàn bằng cái đầu tròn tiếp xúc, nó không cần cái đế quay. Tương tự chúng ta sẽ đánh với con người nhện này. Đây các em sẽ thấy ha, cái đế quay anh để lên trên ha. Bây giờ chúng ta sẽ thử tiến hành cho thi đấu với cái tay cờ, cái tay kế bên ha. Thì anh sẽ chuẩn bị cái bàn thi đấu này, lát nữa anh sẽ cho em thấy là nó sẽ không thích hợp cho cái dòng con quay này. Cái con quay này thì nó cần cái bàn thi đấu nó hơi bằng phẳng, cái này nó hơi lõm em ha, nên nó hiệu quả chiến đấu này chúng ta sẽ thấy không được hay lắm. Bởi vì cái con quay này nó cách thi đấu mà có những cái tay bổ sung như này đây không phải là cách tiêu chuẩn của cái con này thường, tại vì hai con này, con quay này nó dùng cái cơ chế quay ở bên trong á, thì hai cái tay cầm này bỏ vào thì nó hơi nặng so với con quay này, vậy nên chúng ta sẽ bỏ cái tay cầm này ra ha, hai cái tay này ra, chúng ta sẽ chiến đấu với dạng như quả bóng thôi. Bây giờ em sẽ thấy nó sẽ khác hẳn khi chúng ta lắp hai cái tay vào ha. Bàn thi đấu này thì hiện tại là hơi to so với cái con quay này, đây là con quay mini thôi. Coi như là hoa. Tiếp theo là anh sẽ cho nó thi đấu cái dạng là không dùng cái đế màu trắng này nữa, mà chúng ta sẽ dùng cái đầu. Đấy, ha. Nó sẽ rất là ngộ nghĩnh, anh rất thích là cái hãng Idol này nó có những cái ý tưởng rất là ngộ nghĩnh, nó không cần cái đế quay nó vẫn quay được, chúng ta cực. Đi kèm cái bộ này thì nó có một cái bàn thi đấu của hãng Idol, nó cũng khá là lạ, nó có cái nút bấm á, nó khá là vui nhộn. Chỗ nào anh sẽ tìm mua cái bàn thi đấu về đó để mở review cho các em ha. Đâu rồi các em ha. Cuối cùng thì anh sẽ hướng dẫn em cách sử dụng cái bàn cái này như nào. Dùng hai cái cây này ha, chúng ta gắn vào đây ha, có cái đầu tròn này ha, gắn vào đây. Chúng ta sẽ dùng cái này, chúng ta ấy vào cái lỗ đằng sau, mà lỗ nó con ốc á, đằng sau ấy của con quay này, không phải cái lỗ mà chúng ta để cái dây quay vào đó ha. Sau khi lắp ráp xong thì chúng ta sẽ được một cái ấy trưng bày hai con quay này, nhìn khá là
hợp cái con quay siêu anh hùng của Marvel, của hãng Idol của anh đã hoàn thành. Thì cái hãng Idol này anh vẫn rất là thích, và những cái thứ nhất là về cái con quay nó rất là nhỏ gọn, thứ hai là cái những cái ý tưởng của con quay họ là khá độc đáo và vui nhộn. Thì cái con quay này nó sẽ không có thể quay mà không cần dùng cái đế các ha, quay bằng chính nó hình dạng quả bóng tròn, và nó có thể quay trên cái đầu đỉnh đầu quả bóng tròn này luôn, có thể không cần dùng tới cái đế này. Thì video mở hộp của anh đến đây là hết, xin thân ái chào tạm biệt tất cả các em.